Nghệ sĩ Minh Vương dù trong người có bệnh vẫn đến tiễn biệt Thanh Kim Hệ lần cuối. Nghệ sĩ nhân dân Minh Vương, Bạch Tuyết, Phú Quý, Hoài An cùng một số nghệ sĩ đã có mặt tại tang lễ để thắp hương cho nghệ sĩ Thanh Kim Hệ. Ai cũng ngàn ngào tiếc thương trước sự ra đi của nữ nghệ sĩ cải lương gạo cội. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Hệ qua đời vào ngày 23 tháng 12 sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư, khiến cho nhiều người bàng hoàng và xót xa. Tang lễ của nữ nghệ sĩ được ông xã Thanh Điền đứng ra tổ chức tại nhà riêng. Nhiều nghệ sĩ đã đến thắp hương và bày tỏ niềm tiếc nuối trước sự ra đi của dòng ca của sân khấu cải lương. Nghệ sĩ nhân dân Minh Vương buồn bã đến thắp hương và tiễn biệt người đồng nghiệp từng gắn bó trên sân khấu. Minh Vương xót xa khi hay tin thị hến của Ngao Sáu Hến qua đời sau thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư. Đối với ông, sự ra đi này là một mất mát lớn cho sân khấu cải lương. Cách đây vài năm, nghệ sĩ nhân dân Minh Vương bị suy thận nặng, sinh mệnh gặp nguy hiểm. Thú thật là từ khi mang bạo bệnh trong người, tuy nhiều anh chị đồng nghiệp thân quen mất, tôi không có đến viếng mà chỉ gửi vòng hoa. Cái này là do bác sĩ không cho tôi đi. Do sức khỏe tôi yếu, khi tôi thay thận rồi, nhìn trông khỏe mạnh như vậy, nhưng sức đề kháng của tôi vẫn rất yếu so với người thường, nên bác sĩ dặn không được đến đám tang. Nhưng nay đám tang của nghệ sĩ Thanh Kim Hệ, tôi đành phá lệ. Nghệ sĩ Phú Quý cũng có mặt sớm tại tang lễ để tiễn biệt dòng ca vàng của sân khấu cải lương và gửi lời động viên gia đình. Sự ra đi của Thanh Kim Hệ khiến cho nhiều người bàng hoàng, bởi trước đó thông tin về tình hình bệnh của nữ nghệ sĩ không được chia sẻ với công chúng. Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết không khỏi đau lòng trước sự ra đi của đồng nghiệp thân thiết. Những tháng cuối đời của Thanh Kim Hệ thường đến thăm, trò chuyện với đồng nghiệp. Khi nói về những kỷ niệm với giọng ca Lan và Điệp, nghệ sĩ Bạch Tuyết xúc động. Ngoài là một đồng nghiệp, một danh ca số 1 của cải lương, thì Thanh Kim Hệ còn là một người bạn rất tốt. Ai cần gì thì sẽ giúp, chứ chưa bao giờ nói sai, nói xấu về ai. Tôi thương cô ấy lắm, nên không biết nói sao nữa. Vì ở tuổi này, lẽ ra bạn vẫn có thể cống hiến nhiều nữa cho nghệ thuật cải lương. Nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên đến thắp hương cho Thanh Kim Hệ. Cô được biết đến là dòng ca vọng cổ dài hơi cùng với Châu Thanh và Linh Huệ. Có mặt tại tang lễ, diễn viên Hoài An không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi của Thanh Kim Hệ. Một thần tượng trong nghệ thuật của cô, nữ diễn viên kể từ khi còn bé, cô đã ao ước được gặp đàn chị. Cách đây hơn một năm, khi Hoài An có dịp hợp tác cùng nghệ sĩ Thanh Điền trong một dự án phim, thì thị hến của Ngao Sáu Hến cũng đến đoàn chơi. Thời điểm đó họ có khoảng thời gian vui vẻ trò chuyện với nhau. Lúc đó tôi đóng vai già nên có hẹn với chị để bữa sau trang điểm đẹp rồi thoải mái chụp hình. Còn lúc đó tôi chỉ chụp một tấm duy nhất, nữ diễn viên kể. Đình Toàn cùng diễn viên Quang Thảo đến thị biệt nghệ sĩ Thanh Kim Hệ. Sự ra đi của nữ nghệ sĩ là mất mát lớn với nghệ thuật cải lương Việt Nam. Tuy nhiên những tác phẩm của bà sẽ còn sống mãi trong lòng người hâm mộ. Tấn Biêu chạy xe máy đến thắp hương cho nghệ sĩ Thanh Kim Hệ. Sinh thời nữ nghệ sĩ được thương mến bởi tài năng, nhiệt huyết với nghề, sống hết lòng vì đồng nghiệp, khán giả. Diễn viên Tiền Mặc cũng có mặt tại tang lễ của nghệ sĩ cải lương tài danh của miền Nam. Vì tình hình dịch bệnh nên các nghệ sĩ đến viếng đều tuân thủ việc đeo khẩu trang theo đúng quy định. Ca sĩ Khánh Bình cho biết anh từng có dịp hợp tác với Thanh Điền, Thanh Kim Hệ. Khi hay tin giọng ca cải lương qua đời, anh không tin nên mới gọi hỏi xác nhận. Nam ca sĩ mong Thanh Điền sớm vượt qua nỗi đau này. Một số nghệ sĩ như Việt Hương, Bình Tinh, Gia Bảo gửi vòng hoa viếng giọng ca Cúc Ly Hương tại nhà riêng. Nghệ sĩ Thanh Điền bằng biểu với việc tiếp khách. Sự ra đi của người bạn đời khiến cho nam nghệ sĩ không khỏi đau lòng. Trong thời hoàng kim của sân khấu cải lương, Thanh Kim Hệ được biết đến là nghệ sĩ có giọng ca lạnh lót, cao vút, mở đầu trào lưu nghệ sĩ ca dài hơi. Nhắc đến Thanh Kim Hệ, khán giả không thể quên hình ảnh cô Lan trong Lan và Điệp, thị hến trong Ngao Sáu Hến. Những bài tăng cổ gắn liền với dưới màu điệu như Trước tình về với quê hương, Chợ mới, Tiếng chạy trên sóc bom bo, Dệt chặng đường xuân. Trong nhiều chương trình truyền hình, Thanh Kim Hệ cho biết bà có niềm đam mê cải lương vọng cổ từ bé. Hai thần tượng lớn nhất của đời của bà là nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy và nghệ sĩ ưu tú Mỹ Châu. Điều đó thôi thúc Thanh Kim Hệ bước vào con đường nghệ thuật từ năm 9 tuổi. Từ những vai tỳ nữ, sau đó tôi ký hợp đồng với công ty Kim Dung, thu đĩa và đóng vai đầu nhì. Đến năm 1974, tôi đóng chính trong Đường gương Nguyên Bá, Chuyện tình Lan và Điệp và được nhiều khán giả biết đến. Nữ nghệ sĩ nói, trong cuộc đời làm nghệ thuật của Thanh Kim Hệ, Lan là vai diễn được khán giả biết đến nhiều nhất. Thời điểm được giao cho Lan, bà chỉ ở độ tuổi 15. Ban đầu vở diễn vốn được dành cho Lệ Thủy, Minh Vương, nhưng do hai người nghệ sĩ bận rộn với việc đi hát
Hãng đĩa Việt Nam quyết định giao lại cho Chí Tâm và Thanh Kim Hệ. Cuối cùng, chính giọng hát lạnh lót, trong vút và nét ngây thơ của lứa tuổi 14, Thanh Kim Hệ thành công với vai diễn và đặt tiêu chuẩn cho những người muốn diễn lại vai cô Lan, lận đận trong chuyện tình cảm. Từ phân đoạn Lan tiễn Điệp lên tỉnh dự thi, lúc biết tin Điệp chuẩn bị cưới vợ, Thanh Kim Hệ thể hiện được sự nức nở, hờn dỗi của cô gái quê nghèo trước tin bị người yêu bòi bạc. Lý giải thành công của vai diễn, Thanh Kim Hệ nói mọi thứ bà diễn trong Vợ Cải Lương đều là cảm xúc thật của chính mình. Khi tôi lo lắng, thần giả Loan Thảo yêu cầu tôi hãy là Thanh Kim Hệ ổn ở đời. Lứa tuổi của tôi cũng tương đồng với vai Lan, nên đó là điều thuận lợi, nữ nghệ sĩ nói. Sau gần 50 năm thành công với vai Lan, bà thừa nhận không dám nghe lại Vợ Cải Lương vì ám ảnh với nỗi buồn về nhân vật. Trong lúc tôi âm, có lúc Thanh Kim Hệ phải chạy ra ngoài khóc vì quá đồng cảm với cô Lan. Đến năm 2019, Thanh Kim Hệ chính thức diễn lại vợ chuyện tình Lan và Điệp cùng nghệ sĩ Chí Tâm. Sau 45 năm, giọng ca của Thanh Kim Hệ gần như không thay đổi, có chăng giọng hát non nớt ngày nào giờ đây được trau chuốt và điêu luyện hơn. Ở Thanh Kim Hệ, bà không đóng khung mình vào một dạng vai, thoát khỏi sự bi lụy của vai Lan. Nữ nghệ sĩ thành công khi thể hiện vai người vợ mang tiếng oan trong Đường Gương Nguyên Bá, vai cô em gái đồng đảnh trong Đời Cô Hạnh. Trước năm 1975, ngồi vợ chuyện tình Lan và Điệp, khán giả không thể quên những bạn tân cổ giao duyên do bà song ca cùng Thanh Tuấn, Minh Vương và Minh Cảnh. Ngoài vai trò nghệ sĩ biểu diễn, Thanh Kim Hệ còn là soạn giả cải lương. Vở diễn Khúc Ly Hương do bà làm soạn giả và đóng chính, kết hợp cùng chồng là nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền và nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn. Thời gian dài, gây dấu ấn với giới mộ điệu, Thanh Kim Hệ ra đi ở tuổi 68, để lại nhiều tiếc nuối cho người yêu cải lương. Không chỉ vì giọng ca vàng có chất giọng quý hiếm, được nhiều đàn em học hỏi, bà còn là người luôn tìm cách đổi mới, cách tân loại hình nghệ thuật truyền thống.